Yo, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay cô Trần Phương Loan sẽ hướng dẫn các bạn cách vào làm đề thi của trang web của trung tâm thành phố Uy nhé. Các bạn vào Google, các bạn này www.loan.vn.edu.vn com. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn vào Google, các bạn đánh loan tiếng hàn.com. Khi bấm như thế các bạn enter, và khi các bạn enter xong các bạn nhìn thấy không, thì nó sẽ xuất hiện ra màn hình. Đấy, xuất hiện ra màn hình để giao diện để cho chúng ta thực hành, đúng không? Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là trang web của chúng ta. Và khi cái tên đăng nhập này, các bạn phải nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Vậy tên đăng nhập này thì các bạn sẽ lấy ở đâu? Tên đăng nhập này cô Loan sẽ tạo cho các bạn. Đấy, trung tâm thành phố sẽ tạo cho các bạn thì các bạn mới có tên đăng nhập để các bạn vào máy tính các bạn làm việc. Các bạn hình dung ra chưa? Ví dụ tên đăng nhập thì bao giờ các bạn cũng phải đánh chữ user. User. Và chữ U các bạn nhớ nhé, chữ U phải viết hoa. Đấy. Và chữ S này bao giờ các bạn phải đánh hai lần, tại vì chữ S này nếu mà các bạn đánh một lần thì nó ra dấu phẩy. User. Đúng không? Đấy. User bao giờ cũng phải có chữ user, và các bạn nhập cái mã đề thi vào. Cái mã đề thi thì cô Loan sẽ cho các bạn 100319 này. Cái user này là cô Loan tạo, cô Loan gửi cho các bạn nhé. Và mật mỗi user này nó tương ứng với là một đề thi. Các bạn đã hình dung ra chưa? Mỗi user này nó là một đề thi. Và cái mật khẩu thì có thể là giống nhau nhưng user là khác nhau. Mỗi đề thi là một số user khác nhau. Và mật khẩu thì có thể là giống nhau. Mật khẩu. Cái này là cô Loan cho nhé. Cái này tên đăng nhập và mật khẩu là bắt buộc phải trung tâm tạo cho các bạn thì các bạn mới thực hành được. Và các bạn ấn vào nút đăng nhập. Đúng. Khi các bạn ấn vào nút đăng nhập, các bạn hình dung ra chưa? Thì trang web nó sẽ hiện ra như này. Thì các bạn phải điền các thông tin vào như này cho cô. À, các bạn phải điền ví dụ tên cô. Được chưa? Và các bạn chọn giới tính nữ chẳng hạn. Ngày sinh thì các bạn chọn ngày sinh của các bạn. Được chưa? Ngày sinh thì các bạn cứ chọn chọn ngày sinh của các bạn được chưa? Đấy. Đây hiện ra số di động của các bạn đánh số di động, bạn đánh số di động, email, email các bạn. Là địa chỉ nhà thì các bạn ví dụ địa chỉ nhà các bạn ở đâu thì các bạn đánh ở đây. Này. Và khi các bạn điền hết các trường thông tin này vào thì các bạn sẽ vào thi. Đấy, các bạn nhìn thấy vào thi chưa? Các bạn điền hết các thông tin vào thì các bạn bắt đầu được vào thi. Đấy, khi các bạn được vào thi thì nó sẽ hiện ra các câu hỏi. Đây là cái phần đọc. Đấy, phần đọc. Thì hiện ra câu hỏi thì các bạn phải đọc kỹ. Được chưa? Các bạn phải đọc kỹ câu hỏi. Xong các bạn chọn một đáp án. Đấy, như chỗ đấy. Để chọn đáp án. Khi các bạn xong một câu này, các bạn nhìn không? Khi các bạn xong câu này thì các bạn sẽ, nếu mà quay lại, đấy, quay lại, còn đây là tiếp tục, thì các bạn sẽ bấm nút tiếp tục. Cái đề này là của cô, là có bao nhiêu đề và có bao nhiêu câu thì nó hiện ra bấy nhiêu câu. Các bạn đã hiểu chưa? Sau các bạn bấm nút dưới đây tiếp tục, đề này là có 50 câu, các bạn bấm nút tiếp tục thì nó sẽ hiện ra câu 2, đúng không? Nó sẽ hiện ra câu 2, đúng không? Nó hiện ra câu 2 thì các bạn sẽ chọn đáp án nào đấy. Đấy. Thì cô chọn một đáp án bất ngờ nhé, thì cô cố tình làm sai để cho tí tiếp cho các hướng dẫn các bạn kiểm tra. Đấy, xong câu này thì các bạn lại tiếp tục.
đúng không? Sau đấy đến câu 3, đây chúng ta đang làm phần đọc, đúng không? Chọn câu này chẳng hạn. Tiếp, đúng không? Nếu thế là đây cô sẽ cố tình cô chọn sai cho một câu cho các bạn, đúng không? Đấy. Thế xong rồi, thì khi các bạn là đây là phần đọc, các bạn làm hết cái phần đọc thì người ta sẽ hỏi, các bạn nhìn trên màn hình chưa? Nó sẽ có cái chỗ hoàn tất bài thi đọc hiểu, thì các bạn bấm nút hoàn tất bài thi đọc hiểu. Thì người ta sẽ hỏi các bạn là bạn có chắc chắn muốn hoàn tất bài thi đọc hiểu không? Đúng không? Nếu mà bạn đồng ý thì bạn bấm OK. Khi bạn bấm OK xong thì nó sẽ đến phần thi nghe hiểu. Bạn nghe nghe chưa? Đến phần thi nghe hiểu. Thi nghe hiểu thì nó sẽ có âm thanh cho các bạn. Đấy. Đấy. Nó sẽ âm thanh. Nó sẽ phát âm thanh cho các bạn nghe. Đấy. Các bạn đã hiểu phần thi nghe hiểu chưa? 27번 가장 다시 들으십시오. 가장 28번 공을 굴려요. 다시 들으십시오. 29번 머리가 똑똑해요. 다시 들으십시오. 머리가 똑똑해요. 30번 이것은 무엇입니까? 1. 물입니다. 2. 밥입니다. 3. 반찬입니다. 4. 계란입니다. 다시 들으십시오. 이것은 무엇입니까? 1. 물입니다. 2. 밥입니다. 3. 반찬입니다. 4. 계란입니다. Okay, các bạn. Đấy. Thế nếu mà các bạn làm tiếp theo thì các bạn lại tiếp tục, các bạn cứ bấm tiếp tục cho đến hết. Đấy. Và khi các bạn làm xong phần nghe rồi nha, khi các bạn làm xong phần nghe rồi, các bạn tích hết 25 câu nghe, đúng không? Thì các bạn sẽ khi xong phần nghe mình sẽ hoàn tất bài thi, bạn sẽ hoàn tất bài thi. Khi các bạn hoàn tất bài thi thì người ta sẽ hỏi là bạn có chắc chắn muốn hoàn tất bài thi nghe hiểu không? Thì các bạn sẽ bấm OK. Đấy, khi các bạn ấn OK thì màn hình nó sẽ hiện ra như này. Các bạn nhìn thấy màn hình nó hiện ra chưa? Tức là tên, số di động của các bạn, ngày sinh, đúng không? Địa chỉ email. Và cái đề thi này của cô là được làm 3 lần, thì các bạn mới làm 1 trên 3. Và cái số câu hỏi các bạn là đọc hiểu các bạn làm gì? 4 câu. Và sai các bạn sẽ sai 2 câu, đúng không? Các bạn làm đúng 2 trên 2 năm, bạn được 8 điểm. Và nghe các bạn được làm 5 câu, thì các bạn sai 2 câu và các bạn đúng 3 câu. Thì bài thi này của các bạn là các bạn đúng được bao nhiêu điểm các bạn? Đúng các bạn được bao nhiêu? 5 trên 50 thì bạn được bao nhiêu điểm đây? 20 điểm. Và nó sẽ chỉ cho các bạn. Đấy. Cái câu làm đúng nó chỉ cho các bạn. Ví dụ câu này cô làm đúng đúng không? Câu 1 cô làm đúng thì nó sẽ tích xanh. Còn câu nào sai thì nó sẽ chỉ cho các bạn này. Đáp án này đáp án đúng là phải gì? Câu 3. Nhưng đây cô lại tích câu 1. Nó sẽ chỉ cho. Câu làm đỏ là câu sai. Còn câu làm đúng là câu sai. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, cái phần mềm này rất là chi tiết cho các bạn. Đấy, thì đây các bạn mới làm gì đây? Có lần 1. Thế tiếp tục các bạn mà làm lần 2. Các bạn muốn thi lại thì các bạn bấm vào cái ô thi lại này. Để các bạn lại được thi lại lần 2. Thì nó sẽ hiện kết quả lần 2, lần 3 ra cho các bạn. Các bạn đã hiểu cái phần này chưa?
Và các bạn, cô sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cái này nhé. Bao giờ lớp nào khi mà bắt đầu vào thi thì cô Loan cũng sẽ phát cho mỗi người một cái tờ phiếu này. Các bạn đã hiểu cái tờ phiếu này chưa? Thì trên cái tờ phiếu này thì sẽ có số đề thi, cô sẽ phát cho mỗi bạn bao nhiêu đề thi thì nó sẽ hiện số đề thi đây và tên đăng nhập. Các bạn nhìn thấy tên đăng nhập chưa? Đấy. Các bạn nhìn thấy tên đăng nhập này. Cột 1 là số đề thi và cột 2 là tên đăng nhập. Đấy. Tên đăng nhập là các bạn chữ user, mỗi đề thi nó tương ứng với một tên đăng nhập. Các bạn hình dung không? Chứ là đề thi số 1 nó tương ứng với cái tên đăng nhập số nào, cái mã số này và cái mật khẩu này các bạn này. Mật khẩu này thì có thể là giống nhau. À, một đề tức là mật khẩu này 5 đề thi, 10 đề thi có thể là giống nhau, nhưng tên đăng nhập là mỗi đề thi một khác nhau. Còn đây là tên đề thi, đó. Cái ô số, cái cột số 4 của các bạn là tên đề thi. Đấy, các bạn làm cái đề thi nào thì tên đề thi ở đó. Được. Còn đây là đề thi số 1, đề thi số 2, đề thi số 3. Đây là tên đăng nhập thì cô Loan sẽ phát. Và mật khẩu thì không nhất thiết là phải khác nhau, mật khẩu các đề thi cũng có thể giống nhau, nhưng tên tên đăng nhập thì là ra các bạn, tên đăng nhập các đề thi có giống nhau các bạn không? Tên đăng nhập mỗi đề thi thì nó sẽ lại tương ứng với một gì, một cái mã đề khác nhau, mã số khác nhau, mã số khác nhau, nên là các bạn bắt buộc các bạn phải nhập vào. Ừ. Còn đây là số đề thi. Đó, đây là tên đề thi. Đó, và chi tiết như là từng bước từng bước. Khi các cô phát cho các bạn cái này thì cô sẽ đưa cho các bạn từng bước một. Bước một làm gì, bước hai làm gì, bước một là vào trang web này, bước hai là nhập tên đăng nhập này, bước ba là nhập mật khẩu đúng không các bạn, bước bốn là các bạn điền thông tin, bước năm là các bạn vào thi và thi đọc. Khi các bạn thi đọc xong thì các bạn sẽ ấn cái nút là hoàn thành bài thi đọc đúng không, hoàn thành bài thi đọc thì sẽ vào thi nghe, và khi các bạn làm thi nghe xong thì các bạn sẽ bấm hoàn tất bài thi. Đấy. Đấy là bước 6. Và bước 7 thì các bạn xem kết quả thi, đối chiếu từng câu đúng, đúng không? Cô lại hướng dẫn khi các bạn thực hành máy tính nó có vấn đề nhé. Khi các bạn thực hành máy tính, nếu màn hình máy tính nó không hiện ra đề thi mà nó hiện ra cái giao diện như thế này thì các bạn cứ bình tĩnh các bạn xử lý nhé. Đấy, thì khi này các bạn sẽ bấm vào đây, được chưa? Khi các bạn nhìn cái màn hình này thì các bạn nhìn bên trên cùng bên tay phải có cái dấu ba chấm, các em nhìn thấy dấu ba chấm chưa? Các bạn nhìn dấu ba chấm này thì các bạn sẽ kích đúp chuột vào đây, các bạn sẽ kích chuột vào đây, thì khi các em kích chuột vào đây thì dưới này nó sẽ hiện ra các dòng thông tin các em ạ, nó sẽ hiện ra các dòng thông tin và dòng cái ô cuối cùng này nó sẽ có chữ thoát ra các bạn nhé, cái ô cuối cùng này này, cái ô cuối cùng này nó có chữ thoát ra. Đấy. Cái ô cuối cùng này nó có chữ thoát ra. Được không? Thoát ra. Thì khi thoát ra thì các bạn tích vào đây. Các bạn tích vào đây thì nó sẽ lại trở về màn hình ban đầu. Thì khi đấy khi nó trở về màn hình ban đầu thì các em muốn thực hiện đề thi thì các em lại nhập. Được không? Đây là đề thi số 1 thì các em lại nhập tên đăng nhập vào như ban đầu, user và mã số đúng không? User vào những cái chữ số này và sau dưới dòng dưới thì các bạn lại nhập nhập gì? Mật khẩu. Thì khi đấy các bạn lại vào thao tác thi bình thường. Các bạn đã hình dung ra chưa? Chứ các bạn đừng lo lắng nhé. Khi mà các bạn thấy cái màn hình nó lại không xuất hiện đề thi mà nó lại toàn xuất hiện cái màu vàng vàng này, các bạn lại đây nó lại báo là server error đúng không? Server lỗi, các bạn lại lo lắng. Thì các bạn cách xử lý là gì? Bên tay phải đúng không? Bên tay phải bên trên có dấu ba chấm, mình tích chuột vào đấy và mình bấm vào cái dòng cuối cùng của nút thoát ra và nó sẽ hiện về màn hình ban đầu thì mình thực hiện bình thường nhá các bạn nhé. Chúc các bạn thi tốt nha. Tất cả các bạn học viên của trung tâm Cô Loan trước khi vào thi bắt buộc phải xem cái video này nhé. Không các bạn không biết là các bạn cứ hỏi nhiều. Các bạn phải đọc, các bạn phải xem. Tức là khi cô đưa cho cái tờ này chẳng hạn, tờ đề thi này thì các bạn phải đọc những cái thao tác ở trên này và thứ hai là các bạn phải xem cái video mà hôm nay cô hướng dẫn nhé. Được chưa các bạn? Nhớ nhá. Chúc các bạn thành công nhá. Bình tĩnh nhá. Và mỗi đề thi của cô là các bạn thi được 3 lần. Thế khi đưa cái tờ này thì các bạn phải chụp vào máy điện thoại. Thế sau là để các bạn thực hành lần này, lần khác nữa. Và các bạn, lần này các bạn thực hành một lần và các bạn được thực hành thêm 2 lần nữa. Được chưa các bạn? Nhớ nhá. Tạm biệt các bạn.